Bạn xong xong cùng một trang video thông tin tốt tiết. Nếu không video này cứ chơi video phía tìm đọc mũi để trời cho mũi năng đồng hành tìm đọc mũi cứ exercise 11. Let A, B, C be three positive number such that A, B, C equal to 1. So that chẳng nếu không đồng hành tìm đọc mũi này cứ kê thà kê tăng A, B, C cứ chơi bấy chùm nôn bất vị trùm miền. A, B, C cứ chơi bấy chùm nôn bất vị trùm miền để họ khốn A khốn B khốn C cứ xma mùi. Chẳng kéo dương bằng hàng thà A bột B bột C chạy bấy cứ thông chưng lý xma rứ tì pram này A kể bột B kể bột C kể chạy cho mùi nặng bầy. Chẳng ở bây giờ dương miễn cứ A B C cứ chia chùm nguồn B chùm nguồn bất vị chùm miễn hồi nâng A B C cứ xma mùi. À nâng họ khốn bảo vĩa. Chẳng dương tư mơ đồng nó sai tặng ở cái này solution. Chẳng ở dương ប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការឧបមាយើងសុពោសដេតអញ្ចឹងយកឧបមាថាអាបូកបេបូកសេចែកជាមួយនឹងបីធំជាងនឹងស្មើឬទីប្រាំនៃអាការ៉េបូកបេការ៉េបូកសេការ៉េចែកជាមួយនឹងបីហ្នឹងប៉ិតយើងធ្វើវិធីសាស្ត្រឧបមាអញ្ចឹងបើយើងស្រាយទៅខាងក្រោមតិចយើងឃើញថាប៉ិតអញ្ចឹងក៏ឧបមារបស់យើងគឺប៉ិតដែរអញ្ចឹងវាសំភារបស់យើងគឺត្រូវបានស្រាយបញ្ជាក់បន្តទៅទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើកអង្គទាំងសងខាងហ្នឹង ហ្នឹងជាស្វ័យគុណ 5 អញ្ចឹង គឺ a + b + c + 3 = 5 ធំជាងឬស្មើ ដោយសារតែ ខណៈ គឺ ជាប់ នឹង ឫស ការ៉េ ឫស ទី 5 អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង លើក ស្វ័យ គុណ 5 គឺ ដាច់ ឲ្យ នៅ សល់ តែ a ការ៉េ + b ការ៉េ + c ការ៉េ + ជាមួយ នឹង 3 តែ ប៉ុណ្ណោះ ឬ ក៏ យើង អាច សរសេរ បាន ទៅ ជា យ៉ាង ទៀត a + b + c = 5 នៅ ត្រង់ នេះ គឺ យើង ប្រើ ប្រាស់ រូបមន្ត x លើ y ស្វ័យ គុណ n អញ្ចឹង យើង អាច ផ្ដាច់ ស្វ័យ គុណ tầng lưới tầng cao cứ x phải cồn ăn chạy này phải cồn ăn chẳng thằng ấy cứ bay sẽ cồn pram cứ dương ba mặt hàng này hay dương chạy chùm mùi nặng bay máu cứ nên sao tại bay sẽ cồn buồn chẳng bay sẽ cồn bốn cứ pet sập mùi hay dương cồn chùm mùi nặng a cà rễ bột b cà rễ bột c cà rễ toàn mà thích cứ dương ai thua ca chay vì mình thích này thằng nick chay dương nhọt a b c chấu tại sao tại a b c cứ xoa mùi chẳng dương mũi cồn nặng kế cứ ăn miên ấy khoác hạt rồi có lơ khó tê vì nó để tranh kia để tài automatic គឺយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅវិសមភាពអាអឹមសេអមីនីខ្វាលីធីគឺវិសមភាពមធ្យមប៉ុនមធ្យមធរនីមិតអញ្ចឹងយើងធ្វើការអនុវត្តទៅលើតួ x ការ៉េ + x ការ៉េ + z ការ៉េ + 2 នេះធំជាងឫស្មើ x ការ៉េ + x ការ៉េ + 2 នេះគឺធំជាងឫស្មើ z ការ៉េទីនេះត្រូវការបូកអង្គទាំងបីនឹងបញ្ចូលគ្នាមកយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចនឹងវិសមភាពនេះអញ្ចឹងបាន x ការ៉េ + x ការ៉េ + 2 + ជាមួយនឹង y ការ៉េ + z ការ៉េ + 2 + z ការ៉េ + x ការ៉េ + 2 ធំជាងឫស្មើ x y + x + z + z x ខាងនេះគឺយើងអាចធ្វើការគណនាវាបានអញ្ចឹងបើសិនយើងបូកអង្គខាងលើទៅគឺបាន x ការ៉េ bộ cục này bị đóng cứ bán pi x kare y kare ô chung chỗ này bị đóng bán pi y kare kare ai sẽ bộ chỗ này bị đóng bán pi z kare chẳng vì từ chia pi đóng cùng chung với năng x kare bộ y kare kare bộ z kare chạy pi nhưng ai chung đua pi chào bán chẳng nhưng bán từ tu bị giảm phiệp mấy mũi tiết cứ x kare bộ y kare kare bộ z kare thông chung được smart x y kare set x y kare bộ y kare set bộ z x và tâm tiết nhưng ai chung này ông thằng chơi nít từ chia kare và cọt mũi chúng dương ai bộ bật thèm chủ mùi năng phí cùng chủ mùi năng y kê rách bộ y kê rách sát bộ xét x làm bây ở vị chốt của môn x bộ y kê rách bộ xét được chưa kê rê nít tam này dựa ở môn ảnh là cả nạp thiếp là phê dương bộ chân tất cứ khả nét cứ thở bộ chủ mùi năng phí đón x y kê rách bộ y kê rách sát bộ xét x đàn chẳng viên tới chiếc bày đỏ tòa mà tiết cứ dương chấp đa âm phư ca tàng được cầu dốc smile chùm mùi nâng A con B hay y kê bảo dưỡng smile chùm mùi nâng B con C hay sật bảo dưỡng smile chùm mùi nâng C con nâng A dưỡng cho có vậy thì dưỡng bán bán đạm mình ý cứ vô tới chua châu nơi khăn ông bị sạm việc một lượt thì mình vĩnh chẳng thông x chua đôi A B thông y kê chua đôi B C hay thông sật cứ chua đôi C A chẳng tới chia A B bộ B C bộ C A lực chia kê rê thông chứng đi smile bây đồn chẳng x y kê rách sật ní nâng phê thì dưỡng con tớ mà thay x y kê rách cứ dưỡng con được bán A B kê rê C
hơi y cái đại cứ bán b c cái a chẳng nó p đại dương tiền a b c máu tổ vốn cứ nó sao a tổng thích cứ nó sao b hay tổng thích cứ nó sao c chẳng dương bán b a b c cùng chung mùi năng a bột b bột c chẳng nú đất dương bàn a cái rễ thằng ấy cứ dương côn ở a cái rễ bột b cái rễ bột c cái rễ lừa ăn xong hàng tới vì tôi chia vì sản phẩm phải mua tiếp cứ a cái rễ bột b cái rễ bột c cái rễ côn chung mùi năng a b bột b c bột c a lực chia cái rễ thông chương lực má b a b c côn năng a bột b bột c côn chung mùi năng a cái rễ bột b cái rễ bột c cái rễ thằng ấy mình ấy lừa khóa thế nhưng cứ dương côn ăn xong hàng chẳng nên là má khi nào đấy vì này tại mình tôi là giải hiện đấy và tôi mới thích cái dương chập làm tiền nhờ a b c côn chung mùi năng a cái rễ bột b cái rễ bột c cái rễ thế nhưng tiền mắc cứ dương ba và nấy cứ ba bảy đón côn chung mùi năng a bột b bột c thế nhưng dương ba mắc cứ ban a ban tổ chiến rồi a cái rễ bột b cái rễ bột c cái rễ côn chung mùi năng a b bột b c bột c a lực chia cái rễ chạy chung mùi năng bảy đón côn năng a bột b bột c chúng ta mà tiết dương là thả chúng làm bay bằng hàng thả còn ní cứ dương thời ca sai nè mấy nè ní cứ chi vì sản phẩm trong cây dương thời sai nè chúng làm bay sai thả phần năng bật dương thời sai thả phần nạp bật chúng làm bay sai thả a bột b bột c phải cuốn pram thông chương được smart pad sập môi a b c cuốn cho môi năng a cái bột b cái bột c cái bật dương thời sai vậy thì dương trở sai cứ sản phẩm may mới tiệt we need to show that chẳng dương trở bằng hàng vì sản phẩm mới tiệt ở bật đấy cứ sản phẩm mới này cứ a này cứ a bột b bột c xoay côn của mũi thông chương đi sang một phần phần côn cho mũi năng a cái đấy bột b cái đấy bột c cái đấy ai côn cho mùi năng a b bột b c bột c a lực chi cái đấy thằng nó cứ ban một vị nào thằng nó cứ ban với ca chua chua a b mà cho thằng nít cứ chua mà đông nít mà cho thoáng côn cho mùi năng bẹt mũi nè hai bẹt mũi chạy cho mùi năng bấy cứ là sao mà phình pel rồi sao bẹt mũi mà bấy gì còn bún chạy cho mùi năng bấy chứ là sao bấy gì còn bấy ban mà phình pel hai a cái đấy bột b cái đấy bột c cái đấy hai phía dưới này là tài hai phía bán cứ a bột b bột c nhưng côn mà ăn cái này máu như vậy dùng côn mà mua này máu chấn dương bán a bột b bột c xoay côn của mùi chấn làm bay bằng hang tha bị sạm hiện năng bất nhưng thời bằng hang tha bị sạm hiện năng bất chấn làm bay bằng hang tha bị sạm hiện năng bất dương chập nam tán so nam muối smile chỉ mùi năng phật độ này pi bị sạm hiện năng chấn nghĩ cứ dương tang tê smile chỉ mùi năng a bột b bột c xoay côn của mùi độ mà phay bớt côn chỉ mùi năng a cái đấy bột b cái đấy bột c cái đấy côn chung mùi năng a b bột b c bột c a lực chưa cái và top bị chập ram tăng t rồi hai cứ dương dọc s smile chung mùi năng a bột b bột c nếu cứ dương dọc s smile chung mùi năng a bột b bột c nằm bay chu cho t hai ở p smile chung mùi năng a b bột b c bột c a và top mà tiếp cứ dương chập ram mờ pi lệ cả nặng mùi sân cứ a cái bột b cái bột c cái tam rung môn ai là cái nạp phép cứ smile cho mùi năng a bột b bột c lực chưa cái đấy độ pi đồng a b bột b c bột c a chẳng bây giờ dương tan cái dương chua máu này thằng này cứ e ở thằng này cứ p chẳng ban e cái đấy độ pi p và tôi tự tiết cứ dương chập đám chùm nuôi cho t mình chẳng t bởi dương cứ smile phần này cứ smile cho mùi năng e cái đấy độ mà phải phần a cái đấy bột b cái đấy bột c cái đấy cứ bị smile cho mùi năng của mẹ nè ai cái đấy độ pi pè chẳng chua ai cái đấy độ pi pè mà côn cho mùi năng pè cái đấy và tôi mà tiết cứ dương chập nam chân này còn nếu cứ smile cho mùi năng ai cái đấy độ mà phèm phật dương côn châu mà cứ ban phèm phật ai cái đấy pè cái đấy bột cho mùi năng hạ bốn pè soi côn buồn chẳng dương ai đã chịu pha côn người ta ban ai cái đấy độ bảy pè lực chưa cái đấy côn cho mùi năng ai cái đấy bột của mùi pè cái đấy chẳng khơi tha vì thông chiến rứa smile sồn chúng mà sân chơi bị giảm phiền nó thông chương được smart zone nhưng anh bảo mặc hàng này với nhau ấy cứ viết thông chiêng này chương dương từ tụ bàn ấy tụ bàn a bột b bột c phải côn bầm mũi cứ thông chương được smart một hình bớt côn chung mùi năng a cái đấy b cái đấy bột c cái đấy côn chung mùi năng a b bột b c bột c a lực chia cái bạn chương mà đo thằng nít cứ dương ban sai bị chẹt tha a bột b bột c phải côn bầm mũi
bất chi thông chương được sma mà phê một bớt côn năng a cái đấy bộc b cái đấy bộc c cái đấy côn chùm mùi năng a b bộc b c bộc c a được chưa cái đấy bất quạt mèn chứng dương a tiên man tham mạch tiên man tham nịa vì sao mà phê ní bất chứng a khăn lơ mình ní dương vị cha tha đâm bay bằng hang tha vì sao mà phê a bộc b bộc c sẽ côn pram thông chương được sma 80 môi côn a b c côn chùm mùi năng a cái đấy bộc b cái đấy bộc c cái đấy năng bất to tay phân ích bất cho lỡ là năng bất háo chứng chính tiên bán là năng a bộc b bộc c cũng bán bật chẳng một topi a bộc b bộc c xoay côn pram năng bật chẳng ở đây dương Obama không lơ mới dương suppose để mình năng cứ có bật đôi kia vô đời xa tại a bộc b bộc c xoay côn pram năng cứ sạm một mũi màu pí bị sạm khi ông lơ chẳng những ai soi bàn thá số ấy kì bị sạm một phía đa màu dương cứ bật và còn cứ số chẳng a bộc b bộc c chạy cho mùi nó bấy thông chiêng rưu sma thông này cứ rưu tì pram rưu tì pram này a cái đấy bộc b cái đấy bộc c cái đấy chạy bấy bất bật bật mẹ.